Xin chào các cô gái xinh đẹp và các anh chàng đẹp trai. Hôm nay chúng mình sẽ cùng mổ xẻ 10 bạn son Peripera In The Matte Blur Teen mới ra mắt tháng trước nhé. Tiếp sau đây sẽ là phần make up nhanh. Nếu bạn muốn xem phần swatch luôn thì có thể skip tới 2 phút 20 nha. Chính vì những lần mua mỹ phẩm ở Hàn mà hiện giờ Trang có rất là nhiều sample nhỏ nhỏ để thử. Gần đây thì mình rất là thích sử dụng chống nắng dạng thỏi lăn như thế này. Vừa dễ thao tác mà loại này của Shiseido lại không hề bết dính, rất dễ chịu trên da. Nền ngày hôm nay Trang dùng là Innisfree Mine Foundation. Mọi người có thể tùy chọn về độ ẩm, độ che phủ và tông màu cho phù hợp với tình trạng da của bạn nhất. Loại của Trang là 2.4, tức là cho lớp nền semi matte, không lì cũng không bóng quá. Và độ che phủ số 4, tức là cũng tương đối cao, và tông 23 thì hiện giờ tiệp với da mình nhất. Và sau đó để match hơn nữa thì mình dùng luôn che khuyết điểm cũng của Innisfree, cả dạng kem lẫn dạng nến tông 22. Trộm vía là gần đây các vết thâm của Trang cũng bớt đi rồi, nên là có thể dùng những loại có độ che phủ thấp hơn. Và vì hôm nay mình sẽ cần swatch 10 màu son, mục tiêu của video swatch sẽ làm nổi màu son lên hơn, nên phần mắt mình sẽ phối khá đơn giản. Nhìn qua thì 10 tông son hôm nay sẽ rất là Hàn, nên Trang cũng chọn phong cách trẻ trung, ăn gian tuổi hơn. Vì thế màu mắt cam đào còn nhấn cam đậm hơn ở cuối đuôi sẽ khá là phù hợp. Tiếp theo đó thì mình chọn kẻ mắt màu nâu để kẻ cả mí trong lẫn eyeliner. Sắc nâu vẫn mang lại sự thu hút cho đôi mắt nhưng không quá sắc sảo. Trang điểm kiểu Hàn là không thể thiếu được nhũ lấp lánh. Mình chọn nhũ màu trắng và gồm nhiều hạt nhũ đa sắc màu để viền mí dưới và thêm lớp nhũ nhẹ hơn ở mí trên. Cộng thêm cả bước chốt mi dưới nữa, đôi mắt auto long lanh hơn, lấp lánh hơn. Tiếp tục với các bước không kém phần quan trọng, đó là phủ phấn để lớp nền được set lại, không xê dịch nhiều, kiềm dầu vùng chữ T và thoa má hồng màu cam hồng này. Mình sẽ sử dụng một cây cọ vát nhỏ để định hình phần màu má sẽ tán. Sau đó dùng tiếp một cây cọ đầu lớn hơn để lan đều màu da. Vì chưa biết độ đậm của son nên mình sẽ tô màu má vừa phải thôi. Kết hợp cùng highlight ánh hồng của Maybelline để cho khuôn mặt ửng sáng hơn. Và ba ngôi sao nhỏ nhỏ dán ở đuôi mắt. Mọi người đã thấy Trang chảy ra chưa? Ok, phần makeup đã xong, chúng mình đi vào phần swatch nha. Cây son có hình như ống nghiệm, vỏ son bằng nhựa, thiết kế trụ tam giác dễ thương nhưng mà nhựa thì không thân thiện với môi trường lắm rồi. Son có trọng lượng 3.8g, nhỏ gọn, cầm vừa tay, hơi nhẹ một xíu. Son chỉ có mùi kem thoang thoảng chứ không có hương vải đào ngọt đặc trưng của Peripera nữa. Thân son mờ nhìn thấy màu son bên trong, nắp son cũng được ghi số và thể hiện màu. Ngoài số đếm từ 1 đến 10 thì mỗi cây lại còn có một mã tên khác nữa. Hai chữ cái đầu thể hiện tông màu son chính và các số thì nằm ở sau. Ví dụ như BE thì viết tắt là của beige, OR viết tắt của orange, CR là coral, PK là pink và RD là red. Ví dụ như gọi cây màu số 2 thì chưa chắc bạn đã biết là màu gì, nhưng mà khi đọc BE402M thì sẽ phần nào biết được là à, màu này là ngả về tông da, nút là chính. Chất son thuộc dạng kem, mousse, sệt, đặc. Khi mới thoa lên môi sẽ cần dùng đầu cọ tán để lớp son được trải dần đều ra. Nếu chỉ bặm môi thì sẽ hơi khó lan đó. Và cũng vì chất son tương đối đặc nên khi nhìn từ bên ngoài thì sẽ thấy các vệt, các khoảng trống ở bên trong ruột son. Nhưng mà không sao hết đâu. Thoạt nhìn mọi người sẽ thấy hai tông màu đầu tiên này hơi khó dùng đúng không? 01 ban nãy thì là sắc nút cam phù hợp với các bạn có tông da trắng, còn 02 này là sắc nút cam đào, có sắc cam nhỉnh hơn một chút. Màu 02 này cũng sẽ phù hợp với các bạn có tông da trắng và thích cái nhìn nhẹ nhàng nhã nhặn. Buồn nhất là cây số 3 của Trang vừa mở ra thì đã thấy phần nắp một nơi, đầu cọ một nơi. Gá lại nhẹ nhàng thì vẫn dùng tiếp bình thường được. Nhưng sau video này thì đầu cọ đã rơi hẳn sâu xuống dưới rồi. Mỗi lần sau mà mình muốn dùng thì sẽ cần nhúng cọ lẻ hoặc là tăm bông vào. Hy vọng không bạn nào gặp phải tình trạng này giống mình. 03 này là sắc san hô có đỏ, không kén tông da và cũng không kén men răng. Bạn cũng có thể không make up mà dùng màu này vẫn rất là xinh. Về độ lên màu, màu son lên rõ với lần di cọ đầu tiên. Nếu thoa lòng môi thì sẽ chỉ cần di một đường mảnh rồi bặm môi hoặc dùng cọ tán đều. Để thoa cả môi thì mình nhúng cọ 2 lần. Tùy độ lên màu mong muốn mà bạn hãy điều chỉnh lớp son nha. Nhưng mà đừng có dùng quá nhiều son. Vì càng trông nhiều và dày lên thì Trang thấy lớp son bắt đầu có vẻ khó tan vào nhau và sẽ hình thành những cặn son vón lại ở trong lòng môi. Bặm môi cũng không tan, khi mở môi ra thì sẽ thấy tương đối rõ. Màu 04 Passion Apple này rất giống với màu 03 ban nãy, chỉ có điều là ít sắc đỏ hơn xíu. Về độ mịn, tuy không quá khác biệt rõ rệt nhưng các màu sáng hơn sẽ không mịn bằng các màu đậm.
và hiệu ứng blur mờ rãnh môi của các màu sáng cũng không rõ bằng. Ví dụ như màu này mình thấy mịn hơn tương đối rõ so với ba màu đầu tiên. Tuy nhiên kiểu son blur này lại rất khó dùng nếu như môi bạn không tẩy sạch da chết hoàn toàn. Son sẽ bám vào các rãnh môi và làm đầy môi hơn, nhưng nếu có các vật cản như da chết thì chúng vẫn nằm trình hình ở đó chứ không biến mất được. 05 Dusky Orange là sắc cam đỏ cháy, đã rực rỡ hơn chút rồi đúng không? Màu này cũng sẽ hợp với nhiều tông da và không cần make up cầu kỳ, gương mặt cũng bừng sáng lập tức. Son không làm khô môi, ở trên môi nhẹ nhàng, dễ chịu và son cũng không khô lại hoàn toàn, không bám chặt vào môi hay lì lại đâu. Dù là khi mình mới thoa xong 5 phút hay là để 2-3 tiếng thì khi bọng môi lại vẫn cảm nhận được lớp son có xê dịch ở trên môi. 06 này là sắc san hô sáng nhiều cam, hợp với tông da trắng và tương đối kén men răng. Điều ngạc nhiên nhất với mình đó là bạn này không hề có lớp tint màu ở dưới. Vì sao ngạc nhiên ư? Vì từ trước đến nay Peripera luôn nổi bật về độ bám màu dai dẳng. Có những dòng từ xa xa xưa xưa như Paris Ink, lớp tint bám chặt tới mức không thể tẩy ra được. Thậm chí sáng hôm sau ngủ dậy vẫn thấy một vệt màu ở trên môi. Dần dần về sau này với các dòng son mới hơn, họ đã thay đổi cho lớp tint này không còn quá nhiều nữa. Tuy nhiên với bạn Ink Matte Blur Tint trang đăng swatch này thì hoàn toàn không có lớp tint ở dưới luôn. Mặc dù tên đầy đủ thì có chữ tint đó. Điều đó có nghĩa là nếu bạn uống nước hay ăn xong thì lớp son cũng sẽ trôi sạch. Màu đậm hơn có thể còn sót lại một chút ở viền, nhưng mà các tông màu nhạt, san hô thì sẽ không còn. Khi trôi sẽ không thấy có base hồng hay là cam hay là màu gì đấy ở dưới đâu. Điểm cộng của việc này là tẩy trang để chuyển sang màu sau thì cực kỳ dễ, không đau, không sưng môi tí nào hết. 08 này là sắc hồng đất, so với 07 hồng baby ban nãy thì đã trầm hơn, tuy nhiên tông son này vẫn hơi kén tông da một tẹo, phù hợp với các bạn da trắng tới trung bình. Với các bạn tông da ngăm, Trang nghĩ rằng các màu đậm như là 5, 9, 10 sẽ rất là phù hợp. Bảng son tuy gồm có 10 màu nhưng mình cũng đã hoa mắt để phân biệt sự khác nhau giữa từng màu. Có những màu chỉ hồng hơn một xíu, cam hơn một xíu thôi, và khi để 10 màu cạnh nhau thì khá là khó phân biệt đấy. Tuy nhiên không có màu nào chói quá, khó dùng quá, mà tất cả đều thuộc concept MLBB, My Lips But Better. Đây là các màu son dễ sử dụng hàng ngày và không cần make up cầu kỳ, dù tông da nào cũng sẽ chọn được ít nhất một màu trong cả 10. Các màu như màu 1, màu 2 có thể dùng như lớp base ở dưới và trồng màu đậm hơn ở trong lòng môi. Nếu xét về mức giá trong khoảng 170.000, rất là học sinh sinh viên và thiết kế dễ thương này, thì Trang sẽ chấm em này 8 điểm. Nhưng mà nếu không xét tới hai yếu tố đấy thì mình sẽ chỉ cho 6.5 thôi. Vì các loại son có mức giá rẻ hơn như là Mia hay là Black Rouge, Trang thấy tổng quan thì chất son có phần nhỉnh hơn bạn này. Màu cuối cùng và cũng là màu đậm nhất, số 10 True Red Brick là tông đỏ gạch đậm, không kén da mà tùy thuộc vào việc bạn có phải là fan son đỏ hay là thích màu son đậm hay không thôi. Video đến đây là hết rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi và Trang sẽ gặp bạn trong video tiếp theo nha. Bye bye! Mwah!